vị, chương trình Vợ Chồng Son Hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau quá. Như cô dâu có. Dạ, có em bé. À. Có em bé hả? Wow. Dạ, em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ông thằng này. À, quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào em Quốc Thận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra giờ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thấy hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có một thằng nào chạy tẩn 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 lại. Anh nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á, rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Của mình cũng thấy cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền. Yeah, đúng không? Bạn đúng đẹp không? Quá trời mà. Nói chung là cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận đứa cà phê xít rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha. Thạc sĩ nha, Đại học Quốc gia nha, quốc tế nữa. Cua đi mày, được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh, anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình, vậy đó. Rồi cái tưởng đâu, không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin, cái ảnh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau, ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trốn chạy mình đi. Trốn chạy. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồi Xuân Hương mà bữa đó mưa lốc phớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái vali ông sợ đi tới. Kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn, qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là hoa lên đây có hai mình thôi, quen anh đi. Thế mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi, chứ thấy ông này khoái mồ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Ảnh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ôi vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra. Nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em anh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. Em mới đồng ý lấy. Đâu em quỳ thử cho anh coi. Mọi người có muốn coi anh cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi hả? Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy hả? Dạ quỳ vậy đó anh. Tặng vậy thôi đó. Rồi quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Rồi cưới nhau thì đêm động phòng vui không? Dạ đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp rồi thôi cho mình ngủ luôn đi. Ủa mà đêm động phòng là đêm quý giá mà. Dạ tại vì em là có đám hỏi nữa.
À, trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt, rồi đi Đà Nẵng, rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng hai giường, xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường, không biết ứng trước rồi gì dạ, ứng trước rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt mà anh mò qua em mò qua sao? Em mò qua em biết không? Chứ là mở đầu là ngủ chung, rồi sau từ từ máy tính ABCD tới giáp. Cái sau khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới á, lúc nào em cũng ghen chứ, em là ghen chúa luôn á. Tôi nhận mà, thì lúc trước khi cưới á thì cứ lâu lâu chừng 2-3 ngày á là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu, thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng, bảo tiên, 12 giờ khuya, bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Thế là em lồng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi, tiên là con nào. Tại vì dạ, trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Em nói là tổng đài, nhắn thôi. Cái giờ thì cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mobile. Anh thử mà không bỏ dấu coi nó là sao. Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ tính xấu thì nhiều lắm anh, nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà anh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ổng chiều xong rồi ổng quay ngược lại, ổng nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Chứ lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi kệ không sao. Rồi cái sau này á, bắt đầu em có em bé rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ổng kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Mọi nghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói luôn. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ thì ra ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Mà hôm nay thì đây là cơ hội đấy em nghe. Thì hôm nay thì nói, nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như hồi nãy đó, tại em chiều vợ quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng muốn xài, phải xài mà là... Có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ, không dám nói cái chữ làm biếng đúng không? Dạ. Giống như một vị hổng thiên á, thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên, nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn em nói thì vợ em không nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh của anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo. Sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, hình như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh, bực bội lắm anh. Tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đóng. Sốc đúng không? Dạ sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy, gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình, thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có. Sẵn đà nói luôn, mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thế thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn, thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là vậy nè, cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Dạ.
đừng có nói anh thay đổi. Dạ. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Dạ. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Dạ. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút. Dạ. Xíu. Và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Yeah. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cây tùng, cây bách nữa. Yeah. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và chúc cho mẹ tròn con vuông. Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị.